Ôi ôi, anh ơi, đuổi được thế, cho em chốt luôn đôi này. Ôi ngon, nhà mới mua biệt thự à? Không, nhà em mới mua chung cư ạ. Ấy ôi mà. Ở chung cư bao nhiêu mét em? 60 mét anh ạ. Ôi giời ơi, thế thì hơi to. Thế em cứ tưởng là phải to, phải hoành tráng thì nó mới có lộc chứ. Khách chung cư của anh thì cũng hay chọn các đôi lục bình, nhưng thường họ chơi đôi vừa thôi thì nó mới có không gian sinh hoạt. Chứ to thế này thì hoành tráng đẹp thật đấy, nhưng mà chắc có lẽ là không phù hợp đâu. Thì đi theo anh giới thiệu cho em mấy đôi em nhé. Đây em xem nhé, những đôi lục bình này này thì phù hợp với các cái căn nhà chung cư em nhé. Với đôi lục bình Phúc Đức bên này là một đôi thân bình cao 1m2, cả đế nó khoảng 1m38 này, họa tiết Phúc Đức để thờ rất là đẹp nhé. Phía dưới còn có họa tiết cá chép cùng với hoa sen. Hoa sen là quốc hoa Việt Nam, còn cá chép là tượng trưng cho sự học, sự vươn lên trong cuộc sống. Còn đôi bên này em có thể nhìn là một đôi thân bình cao 1m3, đường kính khoảng từ 38 đến 40 phân, cả đế nó rơi 1m48. Với căn nhà chung cư với ban thờ 1m ngang hoặc 1m1 thì cực phù hợp luôn. Khách của anh sử dụng nhà chung cư thường chọn những đôi như thế này. Một khi nào sang năm ấy mà em có biệt thự thì nhớ hỏi anh để anh sẽ chốt cho em đôi to kia nhé.